I could stay away just to hear you breathing. What you smile while you are sleeping? What you far away and dreaming? I could spend my life in this great surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing, cause even when I dream of you, this greatest you, babe, and I don't wanna miss a day. Lying close to you, feeling your heart beating, and I'm wondering what's you dreaming, wondering if it's me you see. Then I kiss your eyes and I think we're together. I just wanna stay with you. It's a moment forever, forever and ever. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a day, cause even when I dream of you, the scream will never do. I still miss you, babe, and I don't wanna miss a day. I don't wanna miss one smile, I don't wanna miss one kiss. I just wanna be with you, right here with you, just like this. I just wanna hold you close, I feel your heart so close to mine, and just stay here with this moment for all the rest of time. Yeah, yeah, yeah. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a day, cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I still miss you, babe, and I don't wanna miss a day. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a day, cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I still Quá xuất sắc, quá cháy. Cảm ơn ban nhạc rất là nhiều ạ. Như các bạn cũng thấy thì ngày hôm nay là Phạm Việt Thắng của chúng ta hóa thân thành ông Steven Tyler trong ban nhạc Aerosmith. Đây là một nhóm nhạc được mệnh danh là nhóm nhạc rock and roll xuất sắc nhất nước Mỹ vào những năm thập niên 2000. Và riêng ông Steven Tyler thì được mệnh danh là một con quỷ gào thét. Và nãy giờ ngồi ở bên dưới thì thấy là Thắng ở trên đây gào thét cũng rất là dữ dội. Thì không biết là cái sự mà gào thét hết mình nó có chạm được đến trái tim của ban giám khảo hay chưa? Thì ngay lúc này xin mời chị Mỹ Linh. Cái đầu tiên là tôi và Đại Nghĩa nhận ra ngay đó là các em đã hóa trang cho ban nhạc. Yeah. Đó, tức là trong cái buổi đầu tiên khi mà em hóa thân thành Bryan Adams, lúc đó thì ban nhạc không có hóa trang gì hết á. Thành ra thấy Bryan Adams rất cô đơn ở trên đây. Nhưng mà hôm nay thì rõ ràng là một ban nhạc Mỹ thôi. Có tóc vàng này, rồi tóc dài này. Chị, có cái ông đứng bên đây này vẫn là người Việt Nam nha chị. Ông mới được kết nạp vào ban nhạc đó. Kết nạp vào. Nhưng mà thôi không sao, cậu mới đứng xa không có để ý. Bởi vì là toàn bộ ánh mắt của tôi là đã tập trung vào cái phần diễn của em rồi. Đây tiết mục rất là hay. Anh Steven Tyler này đúng là con quỷ gào thét. Nhưng mà em cũng con quỷ nhỏ ra phết đấy, cũng không có kém phần đâu. Nói chung là em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Đó, chị nghĩ là cả ba giám khảo hôm nay đều rất thích tiết mục của em. Xin chúc mừng em. Em cảm ơn chị Mỹ Linh rất nhiều. Mỹ Linh rất là nhiều ạ. Dạ, em xin mời giám khảo Hồng Ánh. Hồi nãy xong cái tiết mục của em, chị có đưa cái chữ ngạc nhiên chưa? Là bởi vì chị ngạc nhiên thật. Lúc mà em đứng ở đây em nói chuyện thì chị thấy mặt em nó hiền. Nhưng mà khi em hóa thân vào Taylor thì cái chất điên nó có. Nếu có một cái gì đó nó không có thực sự hoàn hảo giống như nhân vật chính, đó là cái bắp tay của em nó hơi to hơn như ca sĩ thôi. Tại vì chắc là tập tạ nhiều đúng không? Dạ, em cũng có tập một chút ạ. Nhân vật chính của mình thì gầy guộc hơn. Và chị chờ xem cái cú mà đá móc chân của em á, xem rồi bạn này có nhớ cái cú đó không? Bởi vì với chị là cái ấn tượng nhất đó là cái cú đá móc chân. Cũng may là em có móc và em có đá tới, chiều cao cũng tương đối. Nếu mà để gọi là có một cái gì đó đó trong cái phần tạo hình của mình chưa giống lắm, đó là cái bộ tóc của mình thôi. Cái bộ tóc của mình hai bên này nó hơi to rồi một chút và cái màu nó hơi nâu. Nhân vật của mình là đen và rũ rượi. Và cái miệng của mình là cái này thì khó rồi. Tại vì miệng ông kia nó là icon rồi. Đúng rồi, nó quá rộng. Nhưng mà khi mà em cầm mic em hát thì đúng là chị có cảm giác là em muốn nhai luôn cái micro. Và nhân vật ca sĩ của mình nó cũng là như vậy. Chị rất là thú vị với tiết mục này. Vậy nghe rất là sướng. Em cảm ơn chị rất nhiều. Chúc mừng Phạm Việt Thắng. Cảm ơn giám khảo Hồng Ánh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe lời nhận xét đến từ giám khảo Đại Nghĩa. Anh xem Thắng nhiều tuần vừa qua thì đến tuần này là một lần nữa anh phải khẳng định là Thắng quá giỏi. Không phải chỉ là ở cái giọng hát không thôi, mà ngay cả cái khả năng để em có thể hóa thân thành một nhân vật khác em cũng chú ý rất là kỹ. Hồi nãy Hồng Ánh hay chị Linh có nhận xét về cái miệng, nhưng mà anh chưa có soi kỹ như tôi. Tôi soi tới cái mép miệng đó kìa. Tức là khi các ông Taylor ông hát á, sẽ có những cái đoạn mà cái môi trên của ông hát ra gì không? Cái môi trên ông há miệng ra rồi, sau đó 1-2 giây sau cái môi trên ông mới giật lên cái nữa. Vậy nè, xong rồi nó có tới 2 nhịp. Thì hồi nãy em cũng cố tình em nghiêng qua một bên, em coi coi cái môi trên của Thắng nó có giật không? Có chị. Có chị. Cứ nghĩ là cầm biro che người ta không thấy. Thắng nghiên cứu rất là kỹ nhân vật này ạ. Và một cái điểm nếu như mà bây giờ để gọi là anh góp ý thêm hoặc là soi thêm một tí trong cái nhân vật này của em thì là gì? Là về cái hình thể. Thứ nhất là em chưa có được cái sự lỏng khổng, cái sự mà vặn vẹo của cái nhân vật này khi hát trên sân khấu. Mà đó là một cái sự hết sức là tự nhiên, chứ không phải là ông ta cố tình. Khi ông ta đã hòa mình vào với âm nhạc thì ông ta không còn chú ý đến cái hình thể của mình nữa, và ông ta cứ cảm xúc nó tuôn lên như thế nào và ông ta cứ vặn vẹo mình như thế. Và một cái điểm nữa là cái gì? Là mái tóc của ông ấy. Mái tóc ông ta là hay cứ hất qua một bên như thế này để nó rủ qua một bên, và ông ta hát xong hất ngược lại bên đây. Tóc này nó có nhiều keo quá. Chính vì đây là tóc giả cho nên nó hạn chế trong cái phần diễn xuất. Hất một cái thì là rơi nguyên cái đầu ra, không được, trừ điểm. Em nói cái điều này đến chi? Để mình hiểu và mình thông cảm cho cái phần diễn xuất của bạn Thắng. Tại sao bạn ấy không vứt cái tóc qua, vứt cái tóc lại như nhân vật chính? Vứt ra một cái thì cái tóc nằm một bên, cái đầu nằm một bên thì nó còn kỳ hơn nữa. Đó. Cho nên tốt nhất mình cứ giữ cái sự an toàn cho tiết mục của mình. Và ngày hôm nay thật sự em là một lần nữa thuyết phục anh với phần trình diễn của mình. Sau một vài tuần vừa qua mình có hơi sa sút phong độ một tí. Cảm ơn em. Em cảm ơn anh Đại Nghĩa. Cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa rất là nhiều ạ. Một lần nữa xin chúc mừng Phạm Việt Thắng.